Hiện tại mình đang ở Long An nha cả nhà. Nó mình bên lầy. Này, về đây nó cho ăn lẩu bò. Thôi là thôi đi đấy, mình mua khúc nướng rồi đi. Cái này không có ai bán nó im lắm. Hello cả nhà, hôm trở lại kênh của Lê Thanh Viên Tu Quyên. Hôm nay đi về sông nước chơi nha. Hiện tại mình đang ở Long An nha cả nhà. Nó ở bên lầy. Này về đây nó cho ăn lẩu bò. Nói nội đi, có đem nội không? Có một về, có một đám này. Dạ có. Con. Ê, hồi nãy em chị hỏi cái gì mà còn miếng 20 ngàn nghe ớt làm gì vậy? Không có đuối á. Bởi vậy em mới nói là thôi đi đó, mình mua khúc nướng rồi đi. Cái này không có ai bán nó im lắm. Khúc nướng rồi đó. Không có. Tốt chứ bà. Ta chỗ ta nướng ta để ăn mà không đi mua. Đúng rồi, quả này nó còn bọt á. Hả? Còn bọt á. Đóng cửa rồi. Ai đi ngang chú đi ngang người ta chỗ người ta ăn nướng ta nhậu mà tụi đâu bán quán hay nhậu vô hỏi em mua đồ. Ta nướng nhậu. Ta nướng là nhậu. Nướng ta kèo nướng rồi. Tiếng thở bắt đầu. Mày biết vô hát nha. Two thousand years later. Ngồi cái nhỏ này ngon lắm á, ăn cả hết hộp luôn á, hộp ăn ngon chua chua không. Ở đây có cá không? Có cá hụt nè. Cái gì? Đây, cái gì? Gì? Cá phi dưới này, phi dưới này. Bằng á cái nhà. Dân chích thèm, hai thằng chích thèm chích khác. Nóng không? Yeah.
Linh lăng này phải không? Ở ngoài chậu kia kìa. Đó cái đám hai. Ủa, ủa, ủa cái này không phải hả? Không. Cái đó cái này có một thứ đó. Lá nhỏ. Chuối à. Ớt nữa nha. Trời. Lan cả nhà. À thì ra là anh ba. Tên của tôi biệt danh anh ba báo, báo cha báo mẹ báo cả anh em.
quanh năm anh báo nó không tha một người. Nơi xóm trên làng bên ai cũng báo nổi danh như